dân buôn đã chuẩn bị có hàng phết để lừa người dùng từ trước tới nay hàng nhái tại trung quốc chủ yếu được sản xuất với mục đích dành cho những người không muốn bỏ nhiều tiền nhưng vẫn được người khác trầm trồ thán phục lầm tưởng rằng họ sở hữu các sản phẩm thương hiệu đắt tiền tuy nhiên nhiều trường hợp lái buôn trả trộn bán hàng phết với giá hàng thật để lừa người tiêu dùng mua phải các sản phẩm kém chất lượng đã và đang diễn ra khá phổ biến tại cả trung quốc lẫn các thị trường lân cận trong đó việt nam luôn là một trong những thị trường chịu ảnh hưởng nặng nề của hàng phết hàng nhái trong số hàng trăm hàng nghìn sản phẩm được làm nhái tại Trung Quốc. Các nhãn hàng của Apple như iPhone, MacBook, iPad, Apple Watch, đặc biệt thịnh hành do tính chất là một thương hiệu đẳng cấp. Ngay cả một sản phẩm vừa mới được ra mắt như chiếc tai nghe AirPods Pro cũng đang khiến người tiêu dùng đối mặt với nỗi lo hàng fake sẽ tràn lan trong thời gian sắp tới. Trên các diễn đàn của cộng đồng yêu thích sản phẩm AirPods, cư dân mạng cũng đang bắt đầu kháo nhau những cách để phân biệt giữa hàng thật với hàng fake và tránh trở thành những nạn nhân của sản phẩm kém chất lượng. Theo lời giao của nhiều lái buôn trên các hội nhóm Facebook, tai nghe AirPods từng có rất nhiều phiên bản được làm giả, bắt đầu từ những hàng phết kém chất lượng, dễ phân biệt ở ngoại hình nếu đặt cạnh hàng thật. Điểm chung của những loại này là được bán với giá chỉ vài trăm nghìn, gói trong túi ni lông, và cũng thường đánh vào tâm lý của người muốn mua rẻ, dễ dàng tìm thấy trên các trang thương mại điện tử. Để nhận biết và tránh mua phải nhóm này cũng tương đối đơn giản, đó là chỉ cần cầm theo hoặc tham khảo kỹ thiết kế của sản phẩm gốc, sau đó đối chiếu bằng mắt thường với món hàng định mua hoặc kiểm tra các tính năng được đi kèm của tai nghe. Tuy nhiên, cũng có những bản siêu perfect có kích thước, kiểu dáng giống tai xịn 100%, kể cả vị trí cảm biến, các chức năng của tai nghe AirPods như kết nối với iPhone, gọi Siri, trả lời cuộc gọi, tua bài hát, đèn báo nằm bên trong kén sạc, thậm chí cả hộp đựng và mã series cũng được làm giả một cách hoàn thiện và vô cùng khó để phân biệt.